chăm chút xíu ha, xích qua đây. Rồi cô được rồi, cô ngồi đó được rồi. Rồi em gái xích qua đây, anh cài cái này cho em mình trò chuyện chút xíu nha. Dạ. À, anh cũng nhận được cái tin báo của em hổm giờ, nhưng mà do nhiều công việc quá thì anh cũng ở ngoài miền Trung mới vô đó. Dạ. Ừ. Cho nên là anh muốn hỏi em á, là em trình bày cho anh là cái cơ sở này là em lập được bao lâu, và em trước hết là em tên gì ha, em cho cô chú biết ha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hồng. À, em Hồng. Ừ. Dạ. Vậy thì cái cơ sở này thì em lập ra được lâu chưa? Dạ, cũng Tết này là được 2 năm đó anh. À, Tết này là được 2 năm. Dạ. Vậy thì trước đây thì từ đâu mà em lại lập ra được cái cơ sở này? Tại vì bên em á là cha, từ ông bà cho tới cha mẹ đều làm việc thiện không hà. Đó, rồi cho nên em cũng ước mơ lâu rồi, định làm lên một cái nhà như nè để nuôi. Mới đầu tiên thì mới là cũng định là nuôi những người già cơ nhỡ, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn thôi. Cái tình cờ bữa đó đi qua bệnh viện á, cái thấy mấy cô chú này sao mình nằm ở ngoài hành lang á, hãy chiếu á, trời nằm hành lang nhiều quá, hỏi thăm rồi mới được hoàn cảnh này kia. Nói thôi về sẵn mình đang làm vậy nè, thôi rước cô chú dở, cô chú chịu không, rồi mấy cô chú chịu rồi mấy rước về luôn. Rồi. À, thế này, anh được cái sự trình bày của em, với anh nhận được một số tấm hình của em. Dạ. Thì anh có trình bày lên cho một số mạnh thường quân. Thì được chị Lan ở bên Mỹ thì có gửi cho anh là 500 đô. Dạ. Đổi ra tiền Việt thì nó là được 11 triệu 500 ngàn đồng. Đó thì là hôm nay anh tới thì cộng thêm cả dầu nước xanh này là của sư cô Diệu Tâm và sư cô Diệu Hưng có gửi về cho anh đi làm từ thiện. Thì trước mắt thì ở đây là khoảng tất cả là bao nhiêu người em ha? Bao nhiêu người tá túc ở đây? 11 người bệnh với 3 người neo đơn. Vậy là thành ra 14 người em ha? Dạ. Rồi vậy trước mắt là mình cứ phát cho mỗi người là 500 ngàn đồng và một chai dầu nước xanh. Em ha, thì em cầm cái này giùm anh, với cầm tiền giùm anh ha. Thì em đi đến từng người, em giới thiệu giùm anh là người này đi ở từ đâu tới này kia đó ha. Bởi vì anh cũng không biết là các cô chú là từ đâu tới, cho nên là đây là số tiền là 11 triệu 500 ngàn đồng em nha. Em phát mỗi một hoàn cảnh như là một chai dầu với 500 ngàn. Đúng rồi. anh phát tiền hay em phát tiền? Em phát luôn đi. ghi nhận thôi. Rồi, dạ. Bởi vì là em sẵn phát rồi em giới thiệu luôn. Chứ dạ. Anh cũng không có ấy lắm, anh không có rành lắm. Đây là dì Bảy. Quê ở dưới Tâm Bình, ở Hòa Bình, ở dưới Tâm Bình á. Dưới Tâm Bình là dạ, dì Bảy. Bệnh thận năm nay là 9 năm rồi đó anh. Bệnh thận 9 năm rồi. Dạ, chạy 9 năm rồi, chỉ mới qua đây ở mấy tháng nay thôi. Rồi cho anh mượn cái micro của em một chút xíu, anh hỏi thăm dì Bảy chút xíu ha. Dạ. Con chào dì Bảy. Dạ. Cho con cài cái này chút xíu ha, cài cho nó nói chuyện cho nó rõ. Cái tay vậy là do cái gì dì Bảy? Mới mạch máu mình đi nông ra nông vô cái nó bự. Mình nông ra nông vô để mà mình chạy thận á ha. Dạ. Vậy thì dì Bảy đau nhiều lắm không? Nó không có đau. Nó không có đau. Nó không có đau này, nó không có đau, tại vì máu của mình mạch nó bự nó đau vậy. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là coi như nó chai rồi hả dì Bảy? Nó chai rồi. Vậy thì ở đây là con của dì Bảy hả? Đây là chồng. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, đúng thiệt. Bệnh tình nữa là nhìn nó rất là già. Dạ. Đó, con Tuấn Vị xin lỗi. Không có gì. Dạ. Dạ. Vậy là hôm nay là năm nay dì Bảy bao nhiêu tuổi? Năm nay là 50. 50. Vậy là kêu chị em đi, bởi vì em năm nay mới em 44. Thì bởi vậy cho nên là em thấy đó là bệnh tình như vậy là nhìn không ra luôn. Thì bởi vậy cho nên là vợ chồng mà Tuấn Vĩ tưởng là con của gì nữa thì Tuấn Vĩ xin lỗi nha. Dạ, không có gì. Dạ. Không biết mà thôi. Dạ, dạ. Thì vợ mình mà mình không thương thì thương ai? Dạ. Rồi bây giờ vậy là hôm nay là cái nội dung là chắc là chị biết rồi ha. Dạ. Là hôm nay thì Tuấn Vị thay mặt cho một mạnh thường quân ở Mỹ là chị Lan có gửi về cho Tuấn Vị là mỗi phần quà như vậy là 500 ngàn đồng và một chai dầu nước xanh. Và chai dầu nước xanh này thì là của sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng ở nước ngoài có gửi cho Tuấn Vị để Tuấn Vị có cái món quà để mà gửi tới cho các cô chú.
Cảm ơn rất nhiều. Dạ, dạ, rồi chào chị Bảy ha, cho anh mượn cái micro chút ha. Dạ. Dạ. Rồi em Út cài cái micro này giới thiệu cho anh xong đó rồi em mở cái micro này gắn cho cô chú trò chuyện nha, nha em Út nha. Dạ. Ừ. Út ha anh đúng không? Dạ. Em hồi nãy em giới thiệu em là Út ha. Em hả? Ừ. Em Hồng. À Hồng, xin lỗi. Dạ, mình đi tiếp anh. Bởi vì hồi nãy em biết anh mới nói chuyện với một người tên Út. Dạ, kêu em Út đi. Rồi, ở ngoài này, trước cũng được em ạ, ở ngoài này. À, dạ. Đây là ông ba. À. Ông ba ở Thốt Nốt bên Cần Thơ. À. À, ông bệnh mấy năm rồi ông ba? À. 7 năm. 7 năm. À, rồi. Vậy đó hả? Ừ. Rồi em cầm phía trước cho anh cũng được. Ừ. Dạ, thưa ông ba, năm nay ông ba bao nhiêu tuổi? 75. À, 75 tuổi. Yeah. Vậy là đây chắc là bà ba ha? Yeah. À, ông ba, bà ba, vậy là bà ba xuống chăm ông ba. Yeah. À, vậy là ông ba cũng bị thận luôn hay sao? Bị thận. Đưa cái tay con coi chút coi. Ồ. Vậy là đa phần ở đây là bị thận hết hay sao? Có bị thận hết mà có 2-3 người neo đơn. À, dạ, yeah, có 2-3 người neo đơn chú. Dạ, rồi cảm ơn ông ba, chúc ông ba sức khỏe, sớm hết bệnh. Cảm ơn chú. Dạ, dạ. Chú thứ mấy ạ? Dạ, con thứ tư. Dạ, dạ, dạ. Dạ, rồi ok em Hồng. Dạ, con chào chú. Dạ. Chú năm nay thì bao nhiêu tuổi? Chú năm 53 tuổi. À, 53 hả? Ồ, 53 thì gọi anh rồi. À, dạ. anh em à. Anh em cho nó trẻ. Dạ. Vậy thì anh hôm nay thì có ai chăm anh không? Không, đi vô thì con mình hả? À, vô mình. À. Vậy thì con cái đâu hết chưa? Ở nhà đi làm. À, hả? Ở nhà đi làm. À, ở nhà đi làm. À. Dạ, vậy thì quê của anh thì ở đâu? Ở ngoài Bình Minh mà. À, ngoài Bình Minh mình. À. À, vậy đó ha. Rồi cũng bị thận hết ha. À. Dạ, tội nghiệp. Rồi thì cố gắng nha anh nha. À, nay em cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân có gửi tới cho mấy cô chú món quà để chúc cho cô chú mau sớm hết bệnh. Dạ. Dạ dạ rồi. Rồi. Còn chú bên đây cũng thấy ngồi một mình nè. Chú này cũng ngồi. Thưa chú, vậy chú thì quê ở đâu? Dạ, quê cô ở Hậu Giang. Ở Hậu Giang Bình Thơ. À, bên Hậu Giang. Vậy dạ, yeah. À, cũng bị thận luôn hả chú? Dạ. Yeah, vậy thì hồi đó thì sao mà chú không điều trị bên đó mà lại đi qua bên Bình Minh điều trị? Tôi chỉ thận Cần Thơ, rồi qua bên đây là chỗ của. À, tức là chạy, dạ, yeah, chạy thận ở bên đó rồi không có điều kiện rồi qua đây xin ở nhờ chỗ chị Hồng đây. Sao vậy nè, sao mà chú khóc nè? Gia đình cũng đơn chiếc á chứ không có lên mà ở cặn kề như vợ chồng gì được, nên chú cũng thường hay bị mệt đó, rồi cứu hoài cũng mới cứu mới về đó cho nên còn nghiệp cũng con cái cũng ít. Vợ ở nhà cũng đơn chiếc chứ lắm. Thì chú có mấy đứa con lận? Được 3 đứa. 3 đứa. Thì nó có hay qua thăm chú không? Dạ cũng có. Dạ. Nhưng mà rồi bệnh tình lâu dài thì đâu có chăm thường xuyên được chú hả? Dạ. Dạ, vậy là coi như nó ở nhà nó đi làm. Nó ở nhà đi làm rồi lâu lâu nó qua thăm. Dạ. Rồi bà xã thì còn khỏe không? Dạ, còn khỏe, ở nhà, ở chừng nhà. À, ở nhà chừng nhà. Dạ. Rồi bà xã có hay qua không? Dạ, cũng có, rảnh cũng có qua. Dạ. Rảnh rảnh cũng có qua. Dạ. Thì nhớ bà xã nhiều không chú? Nhớ, dạ, giờ mình bệnh rồi bác chịu. Dạ. Dạ là chú bệnh được bao nhiêu năm rồi chú ha? Dạ, 44 năm rồi. Bệnh 44 năm rồi? Không có, 4 năm. À, 4 năm. Dạ. Bởi vì 4 chú đọc 2 lần là thành 44. Dạ. Thôi mình lạc quan lên nha chú. Dạ. Mình lạc quan lên cho nó mau hết bệnh. Dạ. Thì cũng có những Mạnh Thường Quân, rồi có những người như chị Hồng đấy nè. Dạ. Thì thương cho mình tá túc.
Rồi ở đây thì chú thấy làm sao, có bạn này kia chú thấy vui không? Dạ, vui. Ừ, cũng vui hả chú ha? Dạ. Dạ, đúng rồi, nó có bạn này kia nó cũng buồn phiền. Ráng lên nha chú. Dạ. Dạ, vậy mình đi qua bên kia ha chị Hồng ha? Dạ. Dạ. À, bên đó còn một hộ mà chưa về ha? Được rồi, hồi nữa đó, thì những hộ nào mà đang đi chưa về đó thì em cứ giữ tiền đó. Em giữ tiền đó rồi hồi về cho người ta. Dạ, dạ, rồi, dạ, em dạ đúng, 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 đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Trời ơi, đâu có cần chụp hình. Trời ơi, mình vậy làm dạ, con dạ. Chú vui á. Dạ, mình làm từ thiện là đâu có gì. Dạ, cô chú nghỉ nha, Tuấn Tỷ đi qua bên đây giúp các cô chú ha. Dạ. Vậy là tất cả có bao nhiêu phòng em? Dạ, hồi lúc trước em làm 2 phòng rồi, cái thời gian đây bên đăng ra. Đang đăng ký qua, cái em mới nới thêm một phòng đó nữa. À, vậy là thành 3 phòng. Dạ. Ừ. Rồi mình vô đây. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Vậy là đa phần ở đây là đều nằm chung một bệnh viện ha em? Dạ, dạ, chạy chung một bệnh viện. Ừ, con chào chú. Dạ, dạ. Con cài cái này lên cho nó trò chuyện cho nó rõ thôi. Dạ. Không có gì. Dạ. Ông lớn tuổi nhất và dạ. Bao lâu năm nhất. Dạ, ông hai ở đây được bao lâu rồi? Hai cũng 2 năm rồi. À, ở đây được 2 năm. Dạ. Vậy thì quê ông hai thì ở đâu lận? Quê ở dưới Mang Thít, Vĩnh Long. À, dưới Mang Thít, Vĩnh Long. Dạ. Vậy con cái ông hai được mấy đứa? Dạ, 6 đứa rồi, nó nghèo nó còn mướn. Dạ. Vậy đây chắc là bà xã ông hai ha? Dạ. Dạ. Vậy là bà lên chăm ông? Nuôi ông rồi, mới mổ mắt mấy bữa rồi chú. À, mới mổ mắt hả? Mổ rồi, đợt này về không thấy đường. Dạ. Nhưng mà rồi chú bệnh chính là bệnh gì? Dạ, bệnh thận. Chạy thận đó, 10 năm rồi đó chú. Dạ. Chạy thận nhưng rồi cũng bị con mắt luôn. Dạ, mắt tôi thì không thấy đường. Dạ. Dạ. À, bà hai bị mắt hả? Dạ, mắt mới mổ mấy bữa rồi. À, mới mổ hả? Dạ. Rồi con chúc cho ông bà mạnh khỏe. Chúc cho ông sớm hết bệnh để về với gia đình. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cho con chúc sức khỏe ông bà nha. Rồi hôm nay thì con có món quà thì cũng của một mạnh thường quân ở Mỹ. Dạ, là của chị Lan. Ở Mỹ có gửi về cho con đi làm từ thiện thì món quà gửi tới cho chú là 500.000 đồng. Với cái dầu nước xanh thì của sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng ở nước ngoài. Dạ. Rồi con chúc sức khỏe cô chú nha. Dạ. Còn chắc là ở đây em gái này ít tuổi nhất quá. Em gái này em hả? Em là em Huệ. Rồi em năm nay em Huệ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 32 rồi. À 32. Rồi có chồng con gì chưa? Dạ chưa. Trời, chưa chồng dạ. Con gì hết trơn mà em bệnh vậy rồi đó hả? Dạ, bệnh năm 27 tuổi. À, bệnh năm 27 tuổi. Dạ. Vậy thì gia đình có người nhà chăm em không? Dạ, không, em có mình à. Mà em đi mà mướn, mấy anh em cũng mà mướn. À. Rồi thấy mình còn khỏe khỏe rồi, sống mình rồi, để gia đình đi mận. Rồi cái tay cột lại vậy là do mới đi về đó hả? Dạ, mới đi chạy thận về, băng máu lại. À. Dạ. Chạy thận thì mỗi lần chạy vậy thì nó có tốn kém nhiều không? Dạ, có bảo hiểm thì không tốn kém, chứ không có bảo hiểm thì cũng tốn tiền lắm. À, không có bảo hiểm thì cũng tốn tiền lắm. Chỉ có một cái là cái tiền mà mình đi lại rồi này kia thôi ha. Ăn uống, dạ, đi lại ăn uống với thuốc men. Mà hơn nữa là cái bệnh thận thì nó chạy thận thì hình như là nó phải lâu dài đúng không em? Dạ, dạy suốt đời đó. Tội nghiệp, thôi cố gắng đi nha em nha. Dạ. À, biết sao giờ. Cố gắng là sau này còn lấy chồng nữa chứ. Trời ơi, bệnh này có hết đâu lấy chồng anh ơi. Không hết cũng lấy chồng được vậy. Rồi, khổ. Có người nào hy sinh cho con trái hả? Chuyên trái. Mà hình như bây giờ, cái luật pháp bây giờ đó thì không được cho thận em. Không biết là em có tìm hiểu nhiều chưa, nhưng mà theo như anh được biết đó thì trước đây cũng có những người ta cho nhau thận nhưng mà cái luật pháp bây giờ nó không cho. Mà em thấy gia đình ruột gà trong nhà người ta cũng cho đó. Trong gia đình thì được. Dạ. Chứ còn người ngoài không được. Không có tiền ghép. Vậy em tính cho hả? Em có Huệ á. À em có Huệ. À bây giờ để ghép thận Huệ có nắm được là khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ thì cũng nghe mấy người ở trong đó người ta đi ghép đó, cũng lên ca mổ có bảo hiểm thì 150 triệu thôi vậy. À rồi tiền thuốc men đồ riêng nữa. Vậy thì
Vậy thì em của Huệ là tính cho Huệ thận mà rồi không có tiền ghép hả? Dạ. À, em trai hay là em gái? Dạ em trai, chứ em thấy tốn kém quá. Mình sợ nhiều khi cái không hợp rồi cái công nó còn nhẹ nhỏ tuổi á. Ừ. Nó không có vợ con gì được, tội nghiệp nó là thôi. Tội nghiệp quá ha em ha. Dạ. À, thôi được rồi, cố gắng lên nha em. Dạ. Cố gắng thì nó nhanh hết bệnh. Dạ. Gặp thầy gặp thuốc. Em cảm ơn anh. Dạ. Rồi hôm nay anh tới thì cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân để gửi em món quà ha em ha. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Rồi. Đây là có em này nhỏ tuổi với em trai nằm bên bà dưỡng. Mới 30 À. Khi em nói chuyện em cài cái này lên cho nó rõ ha. Em cầm lên trên cũng được. Dạ. Khỏi cài. Dạ. Vậy là còn một phòng bên đây nữa em dạ, ha. Dạ, bên đó còn phòng. Dạ thưa chú, cái này là chú làm để làm gì chú? Sao chú? Đốt để hơ hả chú? À vậy là mũi rồi. À xong mũi này kia hả chú? À vậy đó ha. Con tưởng đâu là bài thuốc đó chứ. Rồi còn bên đây nữa ha, bên đây phòng nữa. À con chào cô chú. À chào cô, chào chú. Chào bác. Dạ. Thưa cô, thưa chú, thưa bác là hôm nay là con thay mặt cho một Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ là có vô thăm cái trung tâm của mình, cái máy ấm của mình thì có món quà để gửi tới cho cô chú. Dạ. Dạ thưa chú, vậy thì chú bệnh lâu chưa? Cũng gần 3-4 năm rồi. À chú bệnh mổ xương sống hả chú? Không về địa điểm nó rồi mổ rồi giờ ở nhà chăm cứu tiền không à, rồi lên đây chăm từ thiện nó có nó đỡ thì thôi chứ nó hết chắc nó không hết nữa. Đi tê, đứng bây giờ kia, nó tê sao? 2 giờ nó tê cứ ngắt. Đi đứng này kia đi đứng dấp cùng cỏ nhỏ cũng té yếu dữ lắm, cái giò nó yếu quá trời yếu. Vậy hả chú? À. Vậy thì mổ xong thì nó có để lại thẹo rồi này kia sau lưng nhiều không? Không có một lần có nhiều. À con lần nhiêu thôi chú. À, dạ. Dạ chú năm nay chắc cũng còn trẻ mà chú hả? Mà có nó dài ha, một lần dài quá ha. Bây giờ nó tồn xuống 2 cái giò nó tê mà suốt luôn, đi rớt dép không hay luôn. Vậy hả chú? Rớt dép không hay luôn. Dạ. Đi nó tê, gắng đứng đi gượng gượng chứ đi không nổi luôn. Dạ. Như ai hai treo hai cục đá hai bên vậy. Dạ. Nó vậy đó. Tội nghiệp. Yeah. Tê quá trời quá đất tê. Dạ vậy con cái chú được mấy đứa chú hả? 4 đứa mà nó tư riêng nó đi tản lạc hết rồi. À đi mần hết. Rồi bà xã có hay lên thăm không? Dạ có. Dạ. Rồi để chúc chú mau hết bệnh nha chú nha. Dạ. Dạ. Rồi mình đi em Hồng ha. Dạ. À, em Hồng vô giới thiệu cho anh coi. Đây, chú này không nhà. Không nhà, dạ. Vô đây ở. Con chào chú. Dạ. Chú thì nhà ở đâu? Nhà ngoài này mà không có nhà ấy, vô đây xin chú Huyền. Dạ. Con có gửi cho chú món quà chú nha. Dạ. Dạ. Món quà này là của cô Lan ở Mỹ. Dạ. Có gửi tiền về cho con làm từ thiện. Dạ, dạ. Còn cái dầu đó thì là của sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng cũng ở nước ngoài. Dạ, dạ. Dạ. Thì con cái chú đông không? Dạ, cũng con thì không có con mình một hả? Không có con hả chú? Dạ. Thế vợ thì có hay lên thăm không? Dạ không. À, ủa vậy sao vợ không lên thăm chú? Tại bà mất mình rồi, như thôi không có ở không mở con ơi. Dạ. Rồi giờ chú rồi vô đây chú ở rồi bà đâu qua đây rồi. Tội nghiệp ha, vậy là vợ chồng phải xa cách người nơi ha. Dạ. Dạ. Rồi chú dễ bà xã thương chú nhiều không? Cũng thương vậy mà ngặt con cái thì tại cái hoàn cảnh rồi. Dạ. Hoàn cảnh nên cũng mỗi người phải mỗi người mỗi nơi. Dạ. Dạ. Ở đây thì chú cũng ngày nào cũng phải đi qua bệnh viện hay là hình như một cách ngày phải không chú? Dạ không có, này tôi lâu lâu như phải vô trong khám bệnh này. Dạ. À neo đơn rồi. À, con hiểu đơn. Rồi. Cũng có bệnh nữa. Neo đơn. Bị thoái hóa cột sống. Dạ. Bị mắt không. Dạ. Vậy hả chú? Dạ.
con thấy có vẻ như là mắt chú cũng thấy giống như nó có nước mắt vậy đó. Bệnh đây nó hơi hơn con còn này. Dạ. Bởi vì nó ấm gà nó sống hoài à. Nóng nữa gà vậy á. Dạ. 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 Còn thấy con mà thấy mờ mờ, không thấy rõ. Dạ. Rồi. Tin thứ sáu rồi tin mơ vô trong trên giấy rồi trên lông. Không là gì dạ. Con bên đây mà. Dạ, rồi cô Hồng cầm cái micro ha, con chúc dạ, sức khỏe chú nha dạ, chú. Dạ. Rồi, rồi qua hai người phụ nữ xinh đẹp bên đây. À. Dạ. Đây là dì Năm. À. À dì Năm chồng mất, không có con. Ồ, chồng mất không có con, vậy là neo đơn ở đây neo mình. Đơn. Dạ. Dạ. Quà dạ. Của dì Năm. Dạ. Thì chắc là dì Nam cũng hồi nãy giờ cũng nghe con giới thiệu rồi ha. Dạ dạ. Dạ con khỏi giới thiệu thêm ha. Dạ. Dạ thì Mạnh Thường Quân cũng có quan tâm đến những người nghèo nên là mình biết ở đâu thì mình giúp đỡ ở đó. Dạ thì cũng có món quà gửi cho dì để động viên tinh thần. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chắc hồi trẻ chắc cũng đẹp gái dữ lắm nè. Đúng không? Dạ. Vậy mà bây giờ sống neo đơn vậy cũng tội nghiệp ha. Dạ, con nhờ chú Hiền, chú Hiền ở đây. Dạ. Nhờ cho ông được cái dạ. Chỗ này. À đúng rồi, cũng dạ. Ở đời cũng có những người tốt như vậy để mình dạ. Có còn được nương nhờ. Dạ. Dạ. Rồi, để chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi. Rồi, chào chào người đẹp cuối cùng. À, chào đây cô. Là nhiều năm á, gì là kêu Năm Hạnh. Dạ. Năm Hạnh. À, đây cũng Năm Hạnh bán á con rồi kêu Năm à, Hạnh. À, vậy ha. Dạ. Còn gì Năm thì lý do sao mà lại vô đây? Bởi vì con có nhà mà con nó ở rồi Năm đi Sài Gòn ở ở Lữ Gia, nhà đấu Phú Thọ con biết mà. Dạ. Vì bán đó mấy chục năm rồi con nó ở, nó không kêu gì về. Rồi Hiền đây cũng cháu rồi kêu vô đây ở. Dạ, vậy ha. Cũng... Vì ở trong đây thì Năm thấy làm sao, thấy có thoải mái, ổn không? Ăn uống đầy đủ, cháu ở đây nó lo. Dạ. Rồi cái cô cho tiền này tại vì dì Năm cũng cảm ơn. Dạ. Mạnh Thường Quân bên Mỹ nè. Dạ. Hai Mạnh Thường Quân này đều ở Mỹ hết. Dạ. Thì một chị gọi là chị Lan. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Lan. Dạ. Ở đây cũng nhờ mọi người giúp đỡ. Dạ. Mạnh Thường Quân nhà nêu đơn này mới dạ. Có chút đỉnh tiền xài đắp đổi ngoài. Dạ. À, ăn uống dạ. Này cũng đầy đủ không có. Dạ. Đây. Còn cái dầu nước xanh đó là của sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng. À, dạ. Cảm ơn cô Diệu Hân. Dạ, Diệu ở Tâm. Đây cô có tấm lòng tốt vậy dạ. Chiếu cố nè. Cái dầu làm như chảy vậy con. À, để con coi. Ừ, chắc là để trên xe, để trên xe chắc là nó ấy. Dạ, vậy đưa cho dì hai chai cho nó chắc. Rồi, cho đó cô. Cái đó do cô chủ á. Hên xui. Rồi vậy con chúc sức khỏe. À dì Năm sức khỏe, có sức khỏe ở đây dì Năm ăn gì cũng được hết à. Dạ. Còn cho mọi người hết. Dạ, chúc sức khỏe dì Năm. Dạ, cảm ơn. Rồi mong có dịp nữa thì con sẽ vô dạ. Thăm các cô chú. À. Dạ, có duyên nữa thì mình sẽ còn gặp. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Vậy ha, chúc cả nhà mình là đón Tết vui vẻ. Bây giờ muốn gửi con keo hạnh nè, kỷ niệm nè. Hạnh gì mà ngủ ngon lắm. À hạnh cha hạnh sắc da gì nè đang mừng đang bỏ máu nè kìa ngang cho ăn hộp dạ, đi dạ dạ dì ơi à, con rất là cảm ơn tấm lòng của dì nhưng mà thật sự mà nói là ở nhà cũng hôm trước con đi chùa đó cũng có một số cô ở trong chùa có co cho con rồi mà về thật sự là con xài không có hết đó là con nói thiệt con nhận tấm lòng của dì thì cái đó thì tại vì của dì mà ăn khác thành sao dạ dạ tuy rằng vậy nhưng mà con ít ăn lắm nên là dạ nhà con cũng neo người đó nên là con cũng đi đây đó ngoài dạ đúng rồi nên là dành cho người nào cần á thì nó quý dạ còn con thì con bán kim lời ít ăn à, bán kim lời dạ dạ cảm ơn con rồi nhờ cô Hồng cầm cái micro dùm ha dạ rồi chúc cả nhà mình ăn Tết vui vẻ nha dạ con ra con trò chuyện với cô Hồng chút xíu dạ. À, cô Hồng đang đi rước con
đến giờ rước con rồi. Dạ. À, cho nên là thưa quý vị là chúng ta chờ chút xíu, chuẩn bị có trao đổi với chị Hồng chút xíu. Và cái số tiền còn lại đó thì Tuấn Vị sẽ gửi cho chị Hồng. Thứ nhất là để cho những người đi vắng, thứ hai nữa là để cho chị Hồng cũng có cái chút đỉnh chi phí để mà lo cho các cô các chú ở nơi cái mái ấm này. Dạ. Dạ thưa chú, vậy thì chú bị bệnh là bắt nguồn từ ban đầu thì chú thấy làm sao? Lâu thì nó mỏi 2 giờ đó, nó đi cái chiều nó sưng 2 giờ nè. À. Rồi sáng cái nó bớt. À. Rồi làm vài quà cái mới đi bác sĩ cho gãy khám. Ừ. Nó là bệnh thận. À. Vậy là con thấy đó là cái sắc da của chú là nó sạm dữ lắm. Dạ. Ừ. Bị thận là chắc là nó do nó đào thải không tốt đó chú ha. Dạ dạ. Ừ. 10 năm rồi mà. À, 10 năm rồi hả chú? Dạ. Trong người thì có mệt dữ không chú? Cũng mệt, có lúc mệt, lúc khỏe. À, cũng nó là nghĩa là lúc mệt, lúc khỏe hả chú? Khỏe, cũng khỏe, cũng hơi chứ không là khỏe không nha. Dạ, nói chung là khỏe so với cái lúc mệt thôi, chứ còn nói để mà như người bình thường thì không có được dạ, như vậy hả chú ha? Dạ. Dạ. Vậy sau đó là đi khám về là biết mình là bị bệnh thận. Dạ. Dạ. Thì khi mà biết vậy thì chắc trong nhà cũng lo lắng dữ lắm chú ha. Dạ lo lắm, trời chạy hết tiền hết bạc chú ơi. Dạ, nhưng mà theo con như con được biết á, thì cái bệnh thận này á thì nó không có hết được chú ha. Dạ đâu có hết, chết dạ. Thôi đâu có hết. Dạ, chỉ trừ khi là chạy thận thôi chú ha. Dạ, chạy dạ. Cho nó khỏe thôi. À quên, trừ khi mà thay thận. Trừ khi thay thận, nhưng mà thật ra thay thận thì mình vẫn cứ phải bảo trì hàng tháng hoài. Dạ. Chứ không phải là mình thay thận vậy là nó khỏe được liền đâu. Dạ. Dạ. Con cái là nó tốt cho cơ thể mình hơn thôi, chứ nó không có phải là thay thận là mình có thể là được như người bình thường được chú ha. Dạ. Cũng buồn hả chú? Dạ trời ơi, dạ. Chết luôn rồi chứ. Dạ. Vậy thì khi ở trong trung tâm đây thì đương nhiên là mình ở là miễn phí chú ha. Dạ miễn phí. Dạ. Cơm nước bất kỳ cái gì cũng chú Huyền lo hết. Dạ. Vậy là ở bệnh viện á thì được cái là ở bệnh viện thì mình có bảo hiểm thì nó cũng đỡ hả chú? Dạ đỡ. Dạ. Chạy khỏi tốn tiền, còn mua thuốc ngoài thì phải mua. Dạ. Còn buổi ngày thì ra bệnh viện. Yeah. Đi ra bệnh viện, còn buổi tối thì về đây tá túc nghỉ ở đây. Bữa lọc thì mình đi bán đọc 3 tiếng rưỡi đồng hồ mình trở về đây. Dạ. Yeah. Cơm nước. Vậy là những người có điều kiện thì có thể là người ta nghỉ lại tại bệnh viện chú ha. Dạ. Yeah. Còn ở đây thì đa phần là những gia đình khó khăn thì yeah. Không nơi nương tựa thì mới vô đây chú ha. Dạ. Yeah. Tội nghiệp. Bao lâu thì vợ con mới qua thăm chú? Dạ, tôi đã nuôi tôi luộc suốt làm này qua năm kia luôn. À, vậy là coi như cô ở đây luôn. Dạ. Hồi trước đây là cô chú là cũng đẹp trai lắm nè. Dạ. Thiệt, cái tướng này là hồi trước là chắc chú đẹp trai dữ lắm nè chú ha. Dạ. Dạ, cô cũng vậy, cô cũng nhìn cái tướng rất là sang luôn á. Dạ. Thì chắc cũng do bệnh tật rồi này kia thì nó yeah. nó mới yeah, nghèo thân vậy thân đó hả chú? Rồi mổ mắt rồi hai mắt mổ. Dạ. Yeah. Nhưng trước đây chắc là gia đình chú cũng có điều kiện lắm ha. Dạ. Yeah. Cũng đỡ lắm mà giờ biết thằng ta phải thấy trai rồi. Dạ. Yeah. Bệnh tật vậy thì coi như mình phải lo cho hàng ngày, hàng tháng, hàng năm luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó người ta gọi là không nghèo nó cũng nghèo hả chú ha? Dạ. Yeah. Dạ. Tôi nằm ở bệnh viện ở Chợ Rẫy. Dạ. Nói ông được bao nhiêu đất. Có xe hơi nhà lầu vậy không? Một, hai chiếc xe hơi nhà lầu cũng bay được. Giờ chụp đất không có nghĩa lý gì đâu.
Dạ. Lần chạy là đóng 1.150.000. Dạ. 2 năm trời vậy chú nhắm còn gì cũng tầng 3. À, để con trò chuyện với cô chút xíu coi. Dạ. Cô cũng muốn bày tỏ và dạ, con mượn cái micro này nha. Dạ. Vậy là ngày xưa đó là cũng tốn kém dữ đó, đó cô hả? Dạ. Dạ. Ngày xưa tốn kém rằng sao cô kể con nghe coi. À, rồi cũng tốn kém cũng thiếu trước hụt sau cũng bươn chải chú ơi cũng mần. Không ý là nghe cô nói hồi nãy nói là cái ngày mà mới bị đó là đi bệnh viện Chợ Rẫy hả? Hồi mới đầu thì tôi ổng đi mần mướn mần đất á. Rồi cái ổng nó sao dò ổng sưng mỏi. Thì tôi tính thần kinh tọa thôi rồi cái chừng thấy nó sưng mặt mày bụng rồi lên Chợ Rẫy khám á. Nó ổng chỉ thần mãn giai đoạn cuối rồi. Mà không biết khi đoạn mãn giai đoạn cuối là cái gì nữa. Nó rồi mấy ông bác sĩ hỏi bà thấy trên truyền hình mà lọc thận mà ổng thun máu me không, nó thấy nó chồng bà chạy vậy suốt đời luôn đó. Nó sợ vậy thôi chết luôn rồi. Rồi bắt đầu chạy từng 3 lần tới giờ luôn chú, 10 năm rồi đó. Vì hồi lần mới thì tốn kém nhiều không cô? Hồi mới thì hồi đó cũng đỡ lắm chú, cũng bươi chải đó. Rồi cũng có một số vốn cái lo ghét rồi bán 2 con đất. Rồi giờ gụi tèn hang luôn rồi ở đây luôn chú Hiền luôn 2 năm nay. Dạ. Dạ. Dạ, vậy thì cũng may dạ. Có chú Hiền với dạ, cô chú Hồng Hiền ha. Cũng đỡ. Cô Hồng chú Hiền hả? Dạ. Thì cũng... Ở thôi. Bệnh viện thì dạ. Ở bển cái gì cũng mua. Dạ. Qua đây thì khỏi mua. Dạ. Mua thuốc thôi. Dạ. Dạ. Thôi vậy cũng đỡ. Dạ. Dạ. Mừng cho cô chú, mừng dạ. Cho mấy bác là đã có dạ. Nơi nương tựa phần nào. Dạ. Dạ. Cổ đi ấy về được không? Dạ. Chắc là đi rước con về rồi. Dạ, rước về đó. Để là nãy giờ chắc là nó chờ cổng trường quá. Dạ, chắc là đợi. Rồi con trò chuyện với cổ dạ. Một chút dạ. Ha. Dạ. Ờ, con đi học về đó ha. Rồi em Hồng ngồi bên đây đi em. Ngồi bên đây anh trò chuyện chút xíu. Em ngồi ghế đá đi. Uống nước đi nha. Rồi, anh không uống. Nè anh cài, nè anh cài cái này đi. Giỏ nữa. Vậy thì nó học gần đây hả em? Dạ gần trường gần đây nè anh. Rồi em đếm coi thử nó còn bao nhiêu tiền, rồi bao nhiêu người đi vắng. À, chú Bi, rồi dì Sáu, Tư, Hòa, nói bà Hai, chú Bi. Dì Sáu, dì Tư, Hòa. Ở bên đây thì chú Bi hả? Dì Sáu, dì Tư, Hòa. Là bốn hộ đó. Bốn hộ. Người. Rồi dạ. Em đếm coi còn nhiêu tiền em? Khi em đếm. À. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.500.000. Rồi, bây giờ vậy. Em trừ ra 4 người 4 tờ đó có nghĩa là 2 triệu đồng. Dạ. Còn lại là bao nhiêu? 6.500.000 trừ ra 2 triệu, 2 triệu còn 4.500.000. Còn cái tiền 4.500.000 đó dạ. Thì em cứ giữ đó. Rồi em lo thêm cho cô chú được phần nào bữa cơm hay là cái gì đó. Dạ. Thì ví dụ như là các cô chú mà cần, ví dụ như trong thời gian qua đó em nuôi cô chú đó, mà em thấy cái nhu cầu của cô chú cần cái gì đó thì em bổ sung thêm, có nghĩa là phụ, đại khái là phụ em. Dạ, như em đi tiền chợ, điện, nước này kia vậy đó ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì có nghĩa là phụ em phần nào, dạ. Tiếp em để cho em có cái sức mạnh nhiều hơn để em lo cho các cô chú. Dạ, À, tức là em thờ cúng này kia là cũng như, ở đây như luôn cũng hả? Cũng bình thường như gia đình vậy đó, vậy dạ. Rồi cái, rồi mình, cái ông bà ở đây nè, rồi cũng như chiều cũng qua đốt nhang. Rồi cũng như gia đình với anh ơi, đốt nhang, niệm Phật xong rồi nè. À, đây rồi. Là phòng đầu tiên đây dạ. Đúng ha. À, Ai Di Đà Phật. À, em bên Hòa Hảo, em thờ bên Hòa Hảo. À, thờ dạ. Hòa Hảo. Cho anh thắp cây nhang ha. Dạ. Rồi em sẽ kể. Đầy đáng thương lắm.
Bình thường đến nỗi mà giống như là không phải là quen biết người, người dân nước lã, không có họ hàng mà em em mời cô chú về ở. Thấy tội nghiệp lắm, hoàn cảnh tội nghiệp. Em đeo ra em đưa dạ, cắm cho. Dạ, ok, cắm giùm em ha. Dạ. Thứ nhất là bệnh tật, thứ hai nữa là thiếu thốn. Ừ. Bệnh tật mà nếu mà có điều kiện thì nó còn đỡ. Dạ, nhưng mà cái sự thiếu thốn đó thì nó làm cho con người ta nó có chán nản hơn ha. Ừ. Thì ở đây 11 người bệnh, nhưng mà thì người cũng có hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh thì đỡ đỡ xíu, có hoàn cảnh đáng thương. Ở đây em thấy tội nghiệp nhất là của chú Bi. Chú có 4 người con, cái người con gái lớn là có chồng, nhưng mà cũng không có mấy gì được hạnh phúc này kia, cũng đổ vỡ. Rồi cũng ra đẻ đứa con đó, để lại cháu ngoại cho chú nuôi. Đó, rồi mấy đứa kia nhỏ nữa. Rồi thì khi chú bệnh á, là nói đây thì mình hơi nói thẳng quá, tại vì khi chú bệnh thì vợ chú bỏ chú đi. À, rồi chú Bi hả? Dạ, vợ chú Bi. Là đứa con trai út của chú lúc đó là nó mới có 2-3 tuổi à. Đó, rồi ổng nó vừa để nó ngồi ở trước, ổng chạy ổng đưa ôm á, chạy xe ổng đưa ôm mướn á. Rồi ổng chở khách làm sao. Thấy rất là tội nghiệp. Đó, rồi cái cho tới bây giờ là ổng chị cũng được là 7-8 năm nay rồi. Dần nhỏ nó cũng lớn rồi. Rồi ổng về đây ổng ở, nó thôi đem mấy đứa nhỏ nhỏ xuống đây ở luôn đi. Tôi lo luôn cho mấy đứa nó ăn nó uống, đặng nó gần cha nè, gần chú rồi nè, cho chú dễ quản lý hơn. Chứ chú ở đây rồi tụi nhỏ bỏ ở nhà nó lông lông nghêu, cũng khó mà quản lý. Có dạy dỗ thì chú ở đây rồi, mà giờ này chú chạy chưa có về. Rồi nhìn cái tinh thần của chú anh biết không, giống như chú rất là tuyệt vọng. Thấy giống như là những người bệnh kế bên thì có chồng chăm sóc vợ, vợ chăm sóc chồng. Thường ổng nhìn lại ổng á, cái nhiều khi ổng bất mãn á. Ổng thả lớn đại vậy nè. Bệnh này thường là ăn uống phải cử khiên. Những cái món gì nên ăn, món gì không nên ăn. Còn ổng xả cản đại, ổng như ăn cho nó chết cho rồi. Nhiều cái ổng nói vậy đó. Nó ăn cho chết rồi, ổng buồn á. Mình biết ổng buồn mà ổng không có thể nói ra. Đó, thành ra thì ra nên trên sức khỏe của ổng yếu nhất ở đây. 3 ngày về, 4 ngày đi nhập viện cấp cứu lại hoài vậy đó. Rồi ổng gà nằm cấp cứu hoài. Tại vì bệnh này anh biết phải cử ăn, cử uống, phải có người phụ nữ bên cạnh mà không biết, mà cũng như cái gì nên cho ăn, cái gì không nên cho ăn, khuyên can đồ cũng đỡ. Ăn không được thì ép ăn đồ, ví dụ vậy mới có sức khỏe. Tại vì nó không có ăn được nhiều anh. Nó rồi cho nên đâu có chắc gì trong người đâu, bởi vì ăn phải biết cách ăn. Đó, rồi thấy chú buồn quá à. Lúc trước thì chú nói trời ơi, phải gán sống cho nó lâu lâu xíu, đặng cho con cái nó lớn, nó nên người ông cũng đỡ, ông có mắt ông cũng đỡ. Rồi thời gian gần đây không biết vì sao mà ông bệnh hoài, mới giá cho nó chết cho rồi. Để hành hạ thân xác, rồi con cái nó eo nhóc, rồi mất đi nuôi qua lại bệnh viện rồi đó. Tội nghiệp. Tội quá à, anh ơi. Hôm nay ông xã đi đâu anh chưa có gặp? Dạ anh chồng em đi chạy xe rồi. À, có chạy hai xe. Chồng có chiếc xe cẩu nhỏ nhỏ, ai thuê gì cẩu đó. Cẩu đồ rồi. Anh là anh Hiền ha? Dạ chồng em tên Hiền. Em ở nhà thì em thợ may. À vậy hả? Dạ. Trước là thợ may. Dạ. Nhà em cách đi khoảng cỡ hơn cây mấy số. Trước nhà ở ngoài đường ngoài kia đó, rồi cái hai chồng cũng ước nguyện làm cái việc này lâu rồi, cái hai chồng cũng đắp đổi được ít tiền. Chỗ này người ta mở lên người ta bán á, cái gom lại mua được mấy trăm mét vuông này. Đó, rồi cái cắt lên mừng lắm. À, cũng chưa có tiền cắt nữa, cái người này người kia kêu cắt đại đi rồi tôi cho thiếu như vật tư rồi nè. Rồi tôn thì em mua được cái nóc đó là tôn mới thôi, còn mấy tôn kia em mua phế liệu á cho nó cho nó rẻ tiền rẻ tiền chút.
kiểu dừng cho đừng có nắng mưa được rồi từ từ tính tiếp. Rồi lần mò vợ chồng cũng đắp đổi cũng trả hết rồi, không còn thiếu nữa, cũng mừng lắm. Ráng thì trời thương. Rồi cũng nhờ cô bác xóm giền lúc làm lên nó chén bát nồi ơ thì người cũng cho cái một chút. Rồi Mạnh Thường Quân thì người cho gạo, người cho mì. Rồi cá mắm thì bữa nào có cô chú nào cho thì em khỏi đi chợ. Rồi không có đồ ăn thì em phải đi chợ mua đồ về cho cô chú ở đây ăn. Thôi cố gắng em ha. Dạ. Rồi hôm nay thì anh cũng ngoài miền Trung mới vô đó em. Dạ. Nên anh tranh thủ qua đây để thăm cô chú. Dạ. Thì coi cái cơ sở của em để phụ giúp được phần nào nó hay phần đó. Dạ. Thì anh chúc cho gia đình em có nhiều sức khỏe. Dạ. Thì ăn Tết vui vẻ. Dạ, sáng nay em cũng xin thay mặt các cô chú nơi đây cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân hôm nay đã gửi đến cô chú món quà nho nhỏ nhưng mà có rất ý nghĩa, cô chú rất mừng lắm. Cô chú sống ở đây là cũng nhờ tình thương của các Mạnh Thường Quân. Tại vì anh biết không, bệnh này là bệnh suốt đời rồi, không có hết anh ơi. Mắt chạy hoài vậy đó. Rồi nhưng mà đâu phải chạy hoài là khỏe hoài đâu, cũng giống như khi mệt. Khi mệt, khi thiếu máu phải vô đạm, vô máu, vô nước biển rồi nè. Đó, rồi mà người nào mà bệnh mấy năm trở lên là đắt cát mà cho giàu có thì cũng bán mà xài hao mòn cái hết anh ơi. Bởi vì thấy thương lắm. Có cô không có nửa năm chưa về nhà ăn lần, đi về rồi mấy trăm ngàn trở lên cái nữa. Rồi có em những chút thì em cho tiền về xe đại cho thăm nhà. Bởi vì em thấy đó, đã bệnh như vậy thì đâu có làm gì đó tiền được. Dạ đúng rồi. Đâu có làm gì được. Con cái ví dụ hoàn cảnh nào có con đi làm mà có chút đỉnh thì nó còn nhín ra cho. Đó thì cũng thỉnh thoảng thôi chứ không thấy hoài được. Rồi nhầm con cái nào mà khổ sở này kia nọ rồi là càng khổ thêm nữa. Ok em, vậy đi em ha. Rồi dạ. Chúc em sức khỏe. Ăn Tết vui vẻ nhau nha. Dạ. Chào em ha. Em cảm ơn anh. Rồi chào các cô chú nha. Chào các anh chị ha. Mong có dịp nữa thì mình sẽ gặp nhau nữa. Dạ. 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 Dạ rồi ok, chào cô nha. Chào chị chứ cô đâu. Hồi nãy hố một lần rồi. Chị. Rồi chào cô, chào chú nha. Dạ, rồi chào chú. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, vậy giờ đây thì Tuấn Vị xin được nói lời chia tay. Hẹn gặp lại các cô chú và các anh chị chúng ta trong video sau. Và thưa quý vị, đây là mái ấm tình thương của hai vợ chồng là em Hồng với anh Hiền. Qua cái video này cảm ơn vợ chồng anh Hiền và chị Hồng đã làm lên cái máy ấm tình thương như vậy để giúp đỡ cho những người khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý vị theo dõi nha. Xin chào tạm biệt quý vị ha. Quý vị nhớ đăng ký kênh cho Tuấn Vị Kết Nối Yêu Thương để xem những cái video mới. Xin chào tạm biệt quý vị.